Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Estonia và thống kê của các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang tiêu tốn khoảng 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Kiev có thể sử dụng 10.000 quả đạn một ngày trong thời gian tới. Cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất cùng những nội dung bình luận từ các chuyên gia, nhà bình luận quân sự. Bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Ukraine sử dụng 7.000 và Nga 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Điện Kremlin không có cơ sở cho đàm phán hòa bình Ukraine. UAV OA tấn công Crimea với cường độ chưa từng thấy, tiếng nổ vang trên khắp bán đảo. Những trận đánh ác liệt danh giật làng Kalachyka ở Ba Mút. Ukraine sử dụng 7.000 và Nga 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Estonia và thống kê của các quan chức Ukraine cho biết quân đội Ukraine đang tiêu tốn khoảng 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. ép có thể sử dụng 10.000 quả đạn một ngày trong thời gian tới. Tuy vậy, nó vẫn thấp hơn mức trung bình 20.000 quả mỗi ngày của Nga. Kỷ lục của Moscow trong năm nay là 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Ông Amin Papager, CEO tập đoàn Tremento của Đức cho biết, để đạt được mốc khai hỏa 10.000 lần mỗi ngày, ép cần được cung cấp 1,5 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Đây là con số rất lớn, gây sức ép cho các nhà sản xuất phương Tây. Vào tháng 9 năm nay, Mỹ cam kết chuyển thêm 20 triệu quả đạn pháo cho Ukraine, trong khi các nước EU hứa hẹn sẽ gửi khoảng 250.000 quả. Dù vậy, số đạn pháo này không thể ngay lập tức có mặt ở tiền tuyến. Một lô đạn pháo 155mm thông thường tốn khoảng 20 tháng để sản xuất và chuyển giao, trong khi các loại đạn hiện đại hơn có thể mất tới 36 tháng. Để có thể cung ứng đủ cho nhu cầu của quân đội Ukraine, Mỹ đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo mỗi tháng từ 14.000 quả lên 28.000 quả. Tập đoàn Dremento cũng dự kiến sản xuất 400.000 quả đạn pháo trong năm 2023, nhiều gấp nhiều lần con số 100.000 năm 2022. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ New York Times tiết lộ, Tốc độ sản xuất đạn pháo của Nga vẫn đang cao gấp nhiều lần các nước phương Tây. Khi cuộc xung đột kéo dài, tầm quan trọng của pháo binh được thể hiện rõ trên tiền tuyến. Báo cáo vào đầu năm nay của The Economist chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang sử dụng khoảng 180.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Trước chiến sự Nga-Ukraine, Mỹ có thể sản xuất khoảng 40.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Nhận thấy nhu cầu bổ sung kho dự trữ cạn kiệt, Mỹ đã tăng năng lực sản xuất vũ khí nhưng năng lực sản xuất hiện tại các nhà máy của Mỹ hầu như không đủ để đáp ứng nhu cầu vũ khí ngày càng tăng của Ukraine. Như The Washington Post lưu ý rằng, mặc dù tiến độ sản xuất được đẩy nhanh, nhưng ước tính sẽ mất ít nhất 5 năm để bổ sung vào các kho mặt hàng như là tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa đất đối không Stinger, cũng như các nhu yếu phẩm hậu cần khác. Cho dù Mỹ và phương Tây cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể, nhưng hiệu quả viện trợ vẫn là mối quan ngại lớn. Nếu không hỗ trợ Ukraine đạt được cân bằng tiềm lực quân sự với Nga, có khả năng Ukraine sẽ khó giành được ưu thế trên chiến trường. Điện Kremlin không có cơ sở cho đàm phán hòa bình Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, song chưa có cơ sở để bắt đầu một cuộc đàm phán. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, từ đàm phán ngày càng được nghe thấy thường xuyên hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất quán lập trường của phía Nga rằng chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng về các cuộc đàm phán, nhưng khẳng định hiện tại không có căn cứ để nối lại các cuộc đàm phán. Ông Dmitry Peskov nói. Ông Dmitry Peskov cho rằng, trước tình hình hiện tại, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu ở Ukraine thông qua các biện pháp quân sự. Moscow và Kiev đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ cuộc đàm phán ở Istanbul vào cuối tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi xung đột bùng nổ. Nga cáo buộc Ukraine đi ngược lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh Moscow mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga không từ bỏ đàm phán với Ukraine. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã công khai can thiệp vào các vấn đề của Ukraine và gây ra cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây nhiều đề xuất hòa bình cho cuộc xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa nga và ukraine phương tây liên tục bơm vũ khí cho ukraine đối đầu nga moscow cho rằng quyết định của mỹ và các nước nato cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine khiến cho đàm phán giữa nga và ukraine trở nên vô nghĩa nga nhiều lần cáo buộc mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột cảnh báo phương tây không cung cấp vũ khí cho ukraine đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang cuộc xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. UAV ồ tấn công Crimea với cường độ chưa từng thấy, tiếng nổ vang trên khắp bán đảo. Phía Nga cho biết nhiều máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công vào bán đảo Crimea vào sáng ngày 21 tháng 9. Vào ngày 21 tháng 9, Crimea đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng UAV chưa từng có, với nhiều tiếng nổ vang lên ở khắp thành phố Saki, Novo Fedorovka. Jepatoria, Hankoi và Sevastopol trên bán đảo trong gần 1 tiếng rưỡi. Theo người dân tại thành phố trên, đây là lần đầu tiên có đợt tấn công với cường độ lớn và trong khoảng thời gian dài như vậy. Trang web quân sự của Nga thông báo hiện chưa rõ số lượng UAV chính xác tham gia vào cuộc tấn công. Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin Kiev đã huy động 40 UAV đến Crimea. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, dạng sáng ngày 21 tháng 9, nỗ lực sử dụng máy bay không người lái tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga của Ukraine đã bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không đã tiêu diệt 19 UAV của Ukraine trên Biển Đen và lãnh thổ Crimea. Trước đó vài giờ, Crimea đã phải hứng chịu hỏa lực tên lửa lớn. Tổng cộng có 8 tên lửa hành trình Storm Shadow đã không kích bán đảo. Những trận đánh ác liệt danh giật làng Kalecheka ở mút. Ukraine tuyên bố kiểm soát làng Kaletsheka nằm ở phía nam Bamut, trong khi đó Nga tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần làng Kalecheka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần làng Kalecheka đã bị đẩy lùi, điều này trái ngược với những tuyên bố của Kiev về việc chiếm được khu dân cư này. Tại sao làng Kalecheka và làng Adoreka bên cạnh lại trở thành tâm điểm của cuộc giao tranh ác liệt gần đây? Và liệu chúng có ý nghĩa chiến lược nào không? trên thực tế cả kalecheka và adoreka đều là làng trodiger cũ và cả hai ngôi làng đều không tồn tại về mặt thực tế nữa trước khi xung đột nổ ra làng adoreka có hai con phố nhỏ với những ngôi nhà bằng gạch nung điển hình kalecheka lớn hơn một chút hiện tại cả hai làng trên thực sự đã biến thành cảnh quan mặt trăng không có viên đá nào còn nguyên vẹn để các nhóm tấn công có được chỗ đứng ở đó dù chỉ là tạm thời những ngôi làng này chưa bao giờ có ý nghĩa chiến lược và không có ý nghĩa chiến thuật ở cả hai bên sườn gần Ba Mút. Ngoài mọi thứ khác, hai làng này cũng là một ngõ cụt giao thông. Chúng không quan trọng trong việc tiếp tế cho thành phố Ba Mút và các sườn, nhưng việc cung cấp cho lực lượng phòng thủ cũng như các nhóm tấn công luân phiên cực kỳ khó khăn. Xung quanh hai ngôi làng có những cánh đồng nông trại tập thể trước đây, một tuyến phòng thủ có thể chấp nhận được, đó là tuyến đường sắt Goloka Ba Mút, cách đó vài km về phía đông hiện tại các đơn vị Nga đang kiểm soát phần phía Bắc với nhà ga bị phá hủy và phần phía Đông của Kalachyka. Tất cả những tàn tích còn lại của ngôi làng đều nằm trong cái gọi là vùng xám. Làng Adipka hoàn toàn là một vùng xám và việc Ukraine chụp ảnh với lá cờ của họ trên nền tàn tích có ý nghĩa về mặt tuyên truyền. Tại sao hai ngôi làng nông trại tập thể nhỏ bé này lại được thường xuyên nhắc đến trong các thông tin chiến trường trong nhiều tuần nay? Về cơ bản, đây chỉ là tọa độ trên bản đồ và tên của các ngôi làng được sử dụng chủ yếu để hiểu chính xác đường giới tuyến giữa các đơn vị nằm ở đâu. Các đơn vị Nga, đặc biệt là lính dù khi tiến về phía Tây trong chiến dịch bao vây Ba Mút đã không thể tiến xa hơn được nữa và dừng lại ở khu vực này tại tuyến Kalacheka-Andreka-Kudyomoka. Trong khi đó, quân đội Nga có kế hoạch tấn công về phía Tây tới Chasovya, nhưng do hoàn cảnh khách quan, thiếu quân, thiếu đạn pháo và yêu cầu lập kế hoạch lại cho một cuộc tấn công mới, nên đã dừng lại ở đó. Chiến tuyến ở khu vực này vô tình trở nên gần như thẳng tắp và hình thành một tuyến phòng ngự ổn định. Vì vậy, hai làng Kalecheka và Andreka bất hạnh đã trở thành điểm nóng trong các bản tin chiến sự của cả hai bên. Nếu xét từ góc độ chiến thuật đơn thuần, khu vực phía Nam Bamut không thích hợp lắm để tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào của quân đội Nga. Lý do là về khu vực phía tây của hai ngôi làng đều là bãi đất trống, không có đường xá, khiến việc tiếp tế cho các nhóm xung kích gặp khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân lính đánh thuê Wagner không thể tấn công được làng Ivanitsky, nằm ở phía đông nam Bamut và cách Kalachyka 4 km. Theo truyền thông Ukraina và phương Tây, trong những ngày qua, đã quá chú ý đến những ngôi làng này, nhằm duy trì hình ảnh về một cuộc phản công đang tiến triển và có cảm tưởng như là người Nga đang dần dần bắt đầu sụp đổ ở Bamut. Vậy sự thật là như thế nào? Điều đáng lưu ý là làng Kalecheka có một số điểm cao xung quanh có thể được coi là quan trọng về mặt chiến thuật ở một mức độ nào đó. Trên thực tế, mọi nỗ lực tấn công của Ukraine đều xoay quanh chúng. Hiện tại, quân đội Ukraine đã chiếm được một điểm cao ở phía tây Kalecheka và quân đội Nga chiếm tất cả phần còn lại ở phía đông, nam và bắc. Phía sau quân Nga là lòng đường sắt có bờ kè. Nếu coi vị trí này là quan trọng đối với việc tấn công Bamut, thì quân đội Ukraine cũng chưa chạm vào chiến thắng. Hiện cả hai làng Kalachika và Andoreka đã biến thành một vùng xám, khi hai làng đã biến thành cát bụi và hiện nằm dưới sự quản lý của quân đội Ukraine. Và đến lượt quân Ukraine tại hai làng này lại trở thành túi lửa cho hỏa lực của quân đội Nga. Vậy ở đây cần xem xét thêm một tính năng nữa, sự khác biệt giữa bản đồ điện tử như Google với bản đồ quân sự giấy. Những bản đồ điện tử này không hiển thị khe núi và độ cao. Đây cùng với những điểm khác biệt và là câu trả lời cho câu hỏi tại sao quân đội có thói quen sử dụng bản đồ giấy cổ xưa và phép chiếu trên máy tính của họ. Theo thông tin từ trang tầm nhìn của Nga cho biết, Cố vấn Anh đã tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch phản công cho Ukraine. Các cố vấn Anh đã nghiên cứu các bản đồ điện tử của khu vực trên màn hình lớn. Nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng đó là sự thật. Các cố vấn Anh đã nhầm lẫn khi không chú ý đến khe núi gần Verbovoy và Robotino ở hướng Japoritia và các điểm cao gần Kalecheka. Những khe núi và độ cao này đơn giản là không có trên bản đồ điện tử của họ. Và chính trên những điểm cao gần Robotino cũng như Kalecheka lại là nơi đặt các trận địa pháo bắn thẳng của pháo binh Nga. Bản thân các ngôi làng như Kalecheka và Andoreka hay Robotino đã bị biến thành đống gạch vụn, không liên quan đến thành công về mặt chiến thuật nào của Ukraine mà thực sự đã biến nơi này thành những bãi tử địa. Thông tin này cũng là tin tức cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi tin tức từ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.